xin giùm đó. Cảm ơn đại ca. Ô mình lên lên vô. Anh là anh không mới đại lãnh. Còn gì lệ thủy là gì của gì mày lên hả? Má nói mình mẹ em là thứ bảy gì thủy mẹ là lệ gì Phương, cái này là lệ Hằng, này lệ Ngọc, này này là lệ thủy, này lệ Ngọc, này lệ Ngọc, 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 nếu hồi xưa văn nghệ nè có cậu Hai Liễu nè, rồi ông Hai Liễu nè là mẹ con rồi mẹ con mẹ tỷ nó hết thầy nguyên cái đó là trời ơi dễ sợ chứ ngọc chấm chết đâu rồi do tao chụp mày nè đó chụp đi nói là lệ thủy lệ đồ cái Hằng mới nói lệ thủy nè tháng cái gì mới về ngọc sao mày quay ngọc chụp livestream hả ở Cali còn nhà mình ở quận 4 à vậy hả con của bố bà ý tưởng của Hoài Linh là bốn anh rồi lấy bốn món cái gì cái mỗi năm đổ qua đổ lại sở hữu chéo đúng không sở hữu chéo rồi cái năm nào mà ví dụ như mình tổng kết một cái đại hội lớn thì lớn của Hội Đồng Hương cái mình tản lỡ cái mình chơi nữa đúng rồi vâng đang nhờ những cánh tay của tất cả quý vị ạ và hy vọng quý vị đi vô sâu xa, quý vị sẽ thấy là bà con chúng ta còn rất khổ. Thưa quý vị, rất mong là quý vị có những cánh tay đưa lên giúp chúng tôi ạ. Còn ở đâu nữa không ạ? Vâng, và ở đây thì tại em thấy là cái vật phẩm mình để hơi xa, cho nên là mấy em quay phim á, mấy em lên quay từng cái vật phẩm một lần nữa đi ạ. Mấy em quay phim đâu rồi? Lên quay cận từng cái vật phẩm một để chiếu lên màn hình cho bà con coi chứ ở nó xa quá không biết cái gì luôn cái gì. Giá thị trường là 3 tỷ rồi đó anh. Giá thị trường là 3 tỷ. Giá thị trường là đã 3 tỷ rồi. Chừng mới có tỷ rưỡi.